Mình xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ các bạn cách chúng ta sẽ xem định âm ở trên ứng dụng Zalo nha. Nếu như các bạn muốn xem định âm ở trên điện thoại của các bạn thì chúng ta có rất nhiều cách. Các bạn có thể là vào cái cửa hàng App Store hoặc là cửa hàng CH Play để các bạn tải cái ứng dụng là Lịch Việt hoặc là Lịch Âm về thì các bạn có thể là xem được. Tuy nhiên thì có một vài những cái ứng dụng nó cũng hỗ trợ chúng ta có thể xem định âm mà chúng ta không cần phải cài đặt bất kỳ một cái phần nào. Cụ thể ở đây thì ứng dụng Zalo cũng cho phép chúng ta có thể là xem định âm. Và để xem được định âm ở trên ứng dụng Zalo thì các bạn sẽ mở cái ứng dụng Zalo lên. Ở đây thì trong cái phần tìm kiếm các bạn sẽ chọn là phần tìm kiếm và gõ cho mình cái phần đó là lịch âm. Bạn chọn là phần lịch Việt. Ở đây thì nó sẽ hiển thị cái phần lịch âm cho các bạn xem và nó sẽ hiển thị tất cả những cái phần ở đây. Ví dụ như là giờ, ngày, tháng và những cái giờ hoàng đạo ở đây nó sẽ xuất hiện ở đây. Và các bạn có thể là sử dụng cái ứng dụng Zalo để xem lịch âm ngay trên điện thoại của các bạn mà chúng ta không cần phải cài bất kỳ một cái ứng dụng nào.